Gâu gâu gâu. Nếu các bạn có nhu cầu mua Nick Free Fire, thời vận may kim cương có cơ hội trúng 9.999 kim cương thì hãy ghé qua shop bachelor.com nhé. Đây là shop của mình uy tín 100% nên các bạn có thể yên tâm giao dịch biển số của mình nhé. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Ayo motherfucker. Thì hôm nay mình mới gạ kèo được anh Arate ăn solo kèo on shock M1013 báo nha anh em. Kèo là người nào thua sẽ sủa 3 tiếng chó nha. Thì game đầu mình sẽ đấm nhau với ảnh. Ok, mình sẽ với ảnh đấm nhau. Ui. Địt mẹ mày được vãi lồn em ơi. Ủa gì nhanh vậy, mình chưa kịp làm gì hết. Mình mới đấm bậy bậy tự bể đầu ổng luôn. Ok, 1-0 nghiêng về phía mình nha. Thì anh em xem clip mà thấy hay thì nhớ để cho mình một like video và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha anh em ơi. Ok. Đấy, giờ mà ai ăn ấy, thì người thua sẽ sủa 3 tiếng chó nha. Anh em cùng xem hết clip để xem ai là người thua nha. Để thì mình chỉnh lại cái nút quân kèo cái. Mình bấm nhầm hoài à. Anh ăn này đang ở trong quân đoàn của ART nha anh em. Quân đoàn của anh Cham ấy. Đấy, ok, giờ mình sẽ tới cái màn ổn sốc màu không một bóng này. Mình múa thì cho vui nè mà. Đậu xanh, anh ăn đâu, ra đây. Ra đây để em lượm cái đầu của anh. Ai xua, ai thua sẽ thủ tiếng chó. Em sẽ cho anh thua. Có cái lượn, đéo bao giờ lượn. Anh này, đậu xanh, ơ, sao ta. Từ, lỗi anh em ạ. Sao mình rút lên tới trời luôn. Từ, nó nhạy quá anh em ạ. Mình chưa làm quen với iPhone được. Ây, nó nhạy thật sự anh em ạ. Đó rồi. Anh ăn này đấy, bay cái đầu đỏ chót luôn nha. Ok thì 2-0 rồi nha anh em, tỷ số nghiêng về mình nha. Mình ăn ảnh được 2-0 rồi. Chết anh ăn rồi. Anh ăn chuẩn bị sủa này. Chuẩn bị anh ăn sủa tiếng chó này. Ăn 2-0 rồi nha. Cho anh ăn thua để anh ăn sủa nha. Đâu rồi. Anh ăn này. Ôi ổng đặt keo nhanh ta. Anh ăn này. Ổng đặt keo nhanh quá anh em ơi. Đậu xanh á. À, đậu xanh ghê thế. Đùa thế thôi. Quay cái đầu của mình rồi. Anh ăn mới đổi tay nha mọi người. Đổi theo Cham ấy. Đặt anh em mà có theo dõi Cham thì biết anh ăn này mới đổi tay theo yêu cầu của Cham gì đấy. Đổi chữ Cham Gangnam Style 2. Đợi mình tới mình chỉnh lại cái nút bắn cái. Nhưng mà lúc trước ổng cái tay cũ là Arate ăn nha, ổng mới đổi ấy. Đậu xanh mình sẽ chơi cái chiêu mất dạy. Mình sẽ chơi cái chiêu mất dạy. Ơ, lỡ rồi, ổng bắn vào người mình rồi anh em ạ. Đậu xanh đó rồi. Đổi tay, ui mé, ổng mà không đặt keo phải đó là ổng chết rồi. Ui không đặt keo nhanh thật sự anh em ơi. Cái chuyện này bình thường. Ổng đặt ổng keo nhanh quá. Đậu xanh, đấy, anh em thấy không? Cái đó ổng không đặt nhanh là ổng bay cái đầu với mình rồi. Đó rồi, mình sẽ chơi cái chiêu mất dạy anh em xem nha. Mình sẽ chơi cái chiêu mất dạy này, anh em xem nè. Anh em xem mình chơi chiêu mất dạy của mình nè. Đứng đây, ra đây. Mé, ổng đặt keo nhanh quá. Ui, má, cay thế ta, bay cái đầu mình nữa rồi. Ông đặt keo nhanh quá. Má, mình đang tính chơi cái chiêu mất dạy mà ông đặt keo nhanh quá anh em ơi. Cay thật sự. Ông đặt keo chậm một tí nữa là ông bể cái đầu với mình rồi. Mé, mình đang chơi cái chiêu mất dạy của mình mà ông đặt keo nhanh quá, mình nắng không trúng cái viên nào hết. Đậu xanh này, chơi chiêu mất dạy của mình. Đúng rồi. Anh ăn này, ui. Sao anh bắn không có trúng vô viên nào ta. Anh ăn múa này. Anh em xem nha. Anh em chuẩn bị mình chơi cái chiêu mất dạy của mình này. Rồi. Anh ăn. Ê, lỗi. Anh ăn này đỏ chót luôn nha. Chuẩn bị sủa tiếng chó nha. Chuẩn bị anh ăn sủa tiếng chó nha. Anh ăn rồi. Ui, ông đặt keo nhanh anh em ạ. Ông đặt keo nhanh vãi chưởng. Rồi. À, ngồi à. Tính ngồi à. Tính chơi chiêu mất dạy à. Anh em thấy mình ngồi mình né viên đạn không? Nó sượt qua cái đầu của mình kìa. Mình ngồi xuống cái mình né cái viên đạn kia kìa. Nó trượt qua cái đầu. Đấy, anh em thấy không? Ông mới bắn mình ngồi xuống cái mình né được viên đạn thấy không? Ông mới bắn cái mình ngồi xuống anh em thấy cái viên đạn nó trượt qua cái đầu không? Đấy, tiệc chia của mình ấy. Có 102 nha.
anh đang dụ tôi nè, dụ tôi nè. Rồi mình chơi duyên mất dạy mới được. Ui mẹ, ba đều rồi, bắn ghê ta. Ok, ba đều rồi nha anh em. Chết rồi, giờ mình phải bắn từ từ lại anh em ạ. Bắn từ từ lại, không là toan, không là sủa tiếng chó rồi. Chết rồi anh em ạ. Không là sủa rồi, giờ mình phải bắn từ từ, không là sủa ba tiếng chó. Rồi, ra đây. Rồi, ra đây, bể cái đầu ngay. Đỏ chót chọc chọc luôn. Xin cái đầu của năng nha, bóng ba rồi, 2-0 nữa thôi mình sẽ win nha. Bây giờ mình ăn hai ván nữa là năng sẽ sủa gâu. Ôi lỗi nha, xin lỗi anh em nha, mình bắn lỗi. Thì anh em xem clip nhá, cho mình một like video và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ cho bé Chanh nha anh em ơi, để cho mình có cái động lực ra những video hay hơn cho anh em xem nha. Đâu rồi. Ui, ông bắn quay cái mũ rồi. Từ từ. Thôi bơm máu cho chắc. Ông làm phát bay cái mũ của mình rồi anh em ơi. Đậu xanh á. Đâu rồi. Anh ăn này. Mấy không bắt cái tâm vào người được. Cái chiêu của mình ấy, chỉ cần bắt trúng cái tâm. Anh em xem này, xem chiêu của mình này. Xem nha. Ra đây. Ông đặt keo nhanh quá, không dùng tuyệt chiêu của mình được. Má. Ông đặt keo nhanh quá, mình không có. Ông biết cách của mình rồi. Anh ăn. Má, mình đang chơi cái chiêu mình ngồi xuống ngay. Xong anh em đưa cái tâm lên cao ấy, anh em bắn phát là ông bể đầu mà ông không ta. Ông bắn ghê thế, ông biết cái chiêu của mình rồi anh em ơi. Chết rồi, không được dùng chiêu đó nữa. Ông biết chiêu của mình rồi. Anh em thấy không, mình ngồi ông đắng một viên bể cái đầu mình luôn. Đậu xanh ông này ông biết cái chiêu của mình rồi, ông phá chiêu của mình được rồi. Đậu xanh đấy, như vậy là bể đầu ấy. Mà đấy lại vừa nói xong. Ghê thế ta, bắn không trượt cái nào luôn ta. Anh em thấy cái chiêu của mình không? Mình ngồi ấy, xong mà mình đứng lại ngay, mình vút lên cái là ông bể đầu ngay. Mà anh em thấy cái pha chỗ thắt đồng hồ không? Cái lúc mà chỗ thắt đồng hồ ấy, ông đặt keo ra, cái ông đỡ được cái riêng ảo của mình luôn. Đậu xanh đặt keo nhanh quá. Không có dùng tuyệt chiêu của mình được rồi. Cay lắm. Cay lắm. Mấy cay thật sự nè mà. Mẹ mày nó cay vãi luôn. Đang tính chơi cái chiêu mất dạy. Ông đâu ra ông làm phát bể cái đầu luôn. Mình vừa ngồi xuống xong mình vút cái tâm đứng lên ấy. Ông đặt keo liền, ông né cái tâm mình xong vút lại viên mình bể đầu. Chết rồi, ông ăn mình rồi anh em ơi, năm bóng. Ôi. Thế mà không chết kìa. Ui, anh em thấy không? Đỏ chót thế mà không chết kìa. Lỗi ta, chắc ông bay cái mũ rồi. Mê, mà hình như cái đó nó có một tí máu vàng nữa. Đậu xanh thế mà không chết. Anh em thấy máu đỏ không? Ông bay cái mũ rồi chắc luôn. Anh ăn này, ui, lỗi. Má cay ta, một viên thế mà không chết. Chết rồi anh em ơi, tỷ số 4-5 rồi. Chiêu mất dạy này. 4-5 rồi anh ơi. Ăn này. Rồi, ăn này. Đặt keo không là chết, Anh đang rồi. Anh em thấy em đặt keo nhanh không? Anh đang rồi. Đậu xanh ông đặt keo nhanh quá. Đâu rồi. Đấy, mé, đâu rồi. Ngồi với chúng tôi. Năm đều nha, chết rồi anh em ơi. Ván quyết định. Năm đều rồi nha. Ván quyết định anh em ơi. Hơi căng anh em ạ, hơi căng. Chết rồi. Ván quyết định ai thua người đó sủa này. Chết rồi anh em ơi, năm đều rồi. Ông bắn ghê quá. Ông bắn cái bụp cái em đặt keo liền. Ông bắn ghê thật sự anh em ạ. Đúng là địa của trăm căn năm có khác anh em ạ. Ok thì anh em xem video nhé, cho mình một like video và một lượt đăng ký kênh nha. Đừng ký quên cái nút like và cái nút đăng ký kênh. Nó không có mắc mát gì đâu nên anh em cứ kéo xuống nhấn like và đăng ký kênh nha. Còn anh em nào muốn solo với mình thì kết bạn Facebook của mình nha. Inbox qua Facebook của mình ấy. Thì đường link của Facebook mình có để dưới phần mô tả nha. Facebook mình để dưới phần mô tả ấy. Lên Facebook của mình có để dưới phần mô tả. Cắt cổ không này. Cắt cổ không luôn. Đấy, dụ thôi giờ mình bắn nè. Đâu rồi, xem này. Bập, ê, lỗ rồi. À. Ui thua rồi. Chết rồi, chết mẹ rồi, nó mới thua rồi.
Chết mẹ, thua ổng 6 năm rồi anh em ơi, thua rồi. Chết mẹ, giờ phải sủa rồi anh em ơi. Chết rồi, giờ phải ra sủa ba tiếng chó rồi anh em ơi. Mẹ, mình bắn lỗi cay thật chứ. Thôi thì cũng đã thua rồi, thì giờ mình sẽ ra sủa cho ổng nha. Cảm ơn anh em đã xem hết clip của mình. Thì chắc ổng cũng quay đăng YouTube á. Thì giờ mình sẽ sủa, chắc ổng quay lại, anh em qua bên đó xem nha.